Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình chuyện cuối tuần ngày hôm nay, episode thứ 27. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần thì chúng ta có câu chuyện cuối tuần, chủ yếu là đề cập tới những cái gì đang diễn ra ở trong cuộc sống người Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên thì đáng lý chủ đề của cái chuyện cuối tuần của tôi là đề cập tới cuộc sống của người Việt ở hải ngoại, và để quý vị có dịp so sánh, đối chiếu và phân tích so sánh với cuộc sống của quý vị ở bên ngoài. Tuy nhiên trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay, là bởi vì nó có một cái sự kiện khá đặc biệt mà nó cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi và đời sống của tôi, và tôi nghĩ rằng không riêng cá nhân tôi mà rất nhiều những khán giả của miền Nam Việt Nam trước đây cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó là một cái nhân vật được gây là ảnh hưởng cả thế giới chứ không phải không. Và quý vị, trong tuần lễ này được xem là cái tuần lễ đánh dấu đúng 100 năm ngày sinh của ông. Và nhân vật này được xem là tác động rất nhiều, không những là trước 75 mà sau khi mà chưa người Việt ra ngoài hải ngoại thì có rất nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những tác phẩm của ông được dựng thành phim điện ảnh và phim bộ của Hồng Kông. Đó là tác giả Kim Dung. Quý vị, có lẽ là đề tài này sẽ có nhiều tranh cãi, bởi vì thường thường thì khán thính giả của tôi vẫn mong muốn tôi nói tới những cái đề tài lịch sử và kể cả những cái tiểu thuyết nổi tiếng của miền Nam Việt Nam nhiều hơn. Nhưng mà quý vị, ở đây thì tôi cũng đã nói với quý vị là tôi không quan tâm tới cái vấn đề Trung Cộng hay là người Tàu vân vân, mà tôi nói chung về cái văn hóa nhiều hơn. Và giống như tôi đã từng nói, tôi chống cái chủ trương bá quyền của Cộng sản Trung Quốc và các đời quân chủ của họ, nhưng tôi không chống con người và văn hóa. Đó là cái quy tắc xưa nay của TNP Channel. Do đó thì quý vị, trong tuần lễ này thì đánh dấu đúng 100 năm cái ngày sinh của Kim Dung, tức là ông sinh ngày 10 tây tháng 3 năm 1924. Và hôm nay tuần lễ này là nó đã vượt qua cái ngày 10 tây tháng 3, là đúng 100 năm ngày sinh của Kim Dung. Tại Hồng Kông thì họ đã có một cái buổi tưởng niệm và có một cái triển lãm các cái bức tượng mà họ dựng lại hình tượng của những nhân vật mà Kim Dung đã tạo ra ở trong 14 tác phẩm của ông. Và gần như là ông là một nhân vật gây ảnh hưởng nhất tại Á Châu, và có thể nói rằng là một nhà văn lớn của Hồng Kông. Quý vị, đây là trên đây là cái hình mà người ta tưởng niệm đúng 100 năm cái ngày sinh của Kim Dung. Kim Dung được xem là một nhà văn nổi tiếng của Hồng Kông, và có thể nói rằng là kể từ thế hệ ông tới bây giờ thì khó có một nhà văn Á Châu nào mà có thể chinh phục được cái lượng khán giả khổng lồ như là Kim Dung. Do đó thì một số khán giả thuần Việt, tôi gọi là thuần Việt đi, thì hơi khó chịu về cái đề tài này. Bởi vì tại sao tôi không nhắc tới Duyên Anh, tôi không nhắc tới Hồ Biểu Chánh, tôi không nhắc tới những nhà văn nổi tiếng của Việt Nam? Thì quý vị, những chương trình đó mình đã nhắc rồi chứ không phải không có. Ở đây thì tôi nói một nhân vật tương đối ảnh hưởng, mặc dù rằng về quan điểm thì tôi lại không thích cái quan điểm của Kim Dung. Bởi vì ổng là một người đi theo cái chủ trương của dân tộc Hán, và các tác phẩm của ông đều nhấn mạnh cái đề cao quá nhiều về người Hán. Tuy nhiên thì giống như tôi nói, mỗi một dân tộc đều có những tác phẩm đề cao dân tộc của mình. Thì cũng không ai trách được Kim Dung, bởi vì gốc của ông là người Hán. Do đó ông viết những tác phẩm đề cao người Hán là cái chuyện đối với người Hoa thì rất là bình thường. Nhưng mà đối với những dân tộc mà từng đã bị người Hoa đô hộ thì họ không thích lắm. Nhất là cái chủ trương thời gian gần đây, sự bành trướng của Cộng sản Trung Quốc ở trên Biển Đông hay là ở trên eo biển Đài Loan, kể cả gây hấn ở khu vực Senkaku của Nhật Bản, thì khiến cho người ta mất cảm tình với người Hoa, hay nói một cách khác là người Hán. Và ở trong cái khối người Việt chúng ta ở hải ngoại trong nước đều nhấn mạnh tới cái tầm nguy hiểm của cái chủ trương Đại Hán. Thì quý vị, do đó nhiều người không thích nói về Kim Dung hay là nói về những người nào có dính dấp tới Hán tộc. Tuy nhiên thì giống như tôi nói, là đứng ở trên quan điểm của tôi, một cái người rất bình thường và là một YouTuber rất bình thường, thật sự quý vị, những tác phẩm của Kim Dung đã tác động tới cái thời tuổi trẻ của tôi rất là nhiều. Và tôi tin rằng có rất nhiều người ở thế hệ của tôi hoặc trước tôi cũng đã từng bị ảnh hưởng bởi những tác phẩm của Kim Dung.
thì quý vị, trong đó tôi nhớ là có nhà thơ Bùi Giáng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong cái những cái tác phẩm của Kim Dung. Thì tại sao cái tác phẩm của Kim Dung, 14 tác phẩm của ông có thể ảnh hưởng rất lớn ở cái thế hệ của tôi hoặc trở về trước của Á Châu, và có thể sau này qua phim ảnh một số giới trẻ ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tác phẩm của Kim Dung. Bởi vì những tác phẩm của ông có một cái điều đặc biệt mà tôi nghĩ rằng là cái nhận định chủ quan của tôi, không có có thể là không có nhiều người không đồng ý, nhưng mà nó đi theo từng giai đoạn của cuộc đời. Do đó thì mỗi một lần đọc lại tác phẩm của Kim Dung, những tác phẩm của Kim Dung, chúng ta lại bật ra được một cái ý khác ở trong tác phẩm của ông. Có nghĩa là nó vẫn là một cái sức hút cho tới giờ phút này. Năm nay tôi đã bước qua cái thập niên, gọi là cái tuổi trên 50 rồi, gần 60 rồi, trên 50 rồi quý vị. Do đó, thì nhưng mà mỗi lần đọc lại tác phẩm của ông, chúng ta lại có những cái ý nghĩa khác trong cuộc sống. Ví dụ như lúc tôi còn trẻ, còn bé, cái thời mới có mười mấy tuổi đầu, biết đọc, biết viết á, thì mê những chuyện chưởng lắm. Nhất là chuyện của Kim Dung. Thì lúc đó là mình mê chuyện chưởng, những cái chiêu thức kiếm hiệp, rồi những cái khinh công, rồi những cái chiêu chưởng pháp, hay là những cái luyện tập về võ thuật, thì mình rất là say mê. Mình say mê là do cái ổng đề cao cái nền võ thuật của Trung Hoa. Nhưng mà rồi khi mà tôi bước vào cái tuổi gọi là thanh niên, tức là từ sau 18 tuổi cho tới hai mấy 30 tuổi đó quý vị, đọc lại tác phẩm của Kim Dung, đọc thôi nha, tôi không có nói là coi phim, đọc lại tác phẩm của Kim Dung, thì tôi lại nhìn ra được những cái ý nghĩa của cuộc sống. Những ý nghĩa cuộc sống mà qua tác phẩm của Kim Dung, từ những cái thân phận gọi là bèo buộc như là Dương Hoa, cho tới những cái thân phận được xem là cao cả và xuất thân từ đế vương như là Đoạn Nam Đế hay là Đoàn Dự vân vân, nằm trong tác phẩm của ông. Rồi hay là kể cả cái nhân vật đã từng có một cái quá khứ, một gia đình, một gia tộc của một được xem là nổi tiếng như là Mộ Dung. Đó là thì quý vị, khi mà tôi đọc cái tác phẩm của ông thì tôi nhìn qua những nhân vật phản ảnh cái cuộc sống của xã hội. Nhưng khi mình bước vào tuổi trung niên, tức là bắt đầu từ cái tuổi 35 cho tới 45 đó, thì khi mà đọc tác phẩm Kim Dung, tôi lại nhìn ra nhiều cái ý nghĩa chính trị trong tác phẩm của Kim Dung. Từ những cái việc mà tôn giáo khống chế cái chính quyền, cho tới những cái tham vọng của con người trong những cái cuộc tranh đoạt về cái bậc thang ở trong cái nền chính trị. Từ cái câu chuyện của một Vi Tiểu Bảo không biết chữ mà bò lên cái vai trò được xem là đứng hàng thứ hai sau Khang Hy, vị vua của nhà Thanh. Mặc dù cái tác phẩm này thì ông Kim Dung có ý định bôi bác người Mãn Thanh, khi mà ông đề cao một nhân vật không biết chữ xuất thân từ một cái động điếm rồi trở thành nhân vật số 2 đứng sau lưng của Khang Hy, tức là vua của Trung Quốc, tức là vua của đời nhà Thanh đó. Thì quý vị, rồi cho tới những nhân vật như là tôn giáo đã gây ảnh hưởng tới cái nền chính trị, tức là cái nền quân chủ của Trung Hoa như thế nào, và kể cả những cái tôn giáo khác ảnh hưởng tới cái tham vọng của những người gọi là muốn thực hiện cái bá quyền, như là Thành Khắc Tư Hãn của Mông Cổ, khi mà lắng nghe Khưu Sứ Cơ là cái thuyết trường sanh, tức là luyện tập làm sao để có thể sống lâu hơn, trường sanh bất tử. Thì quý vị, những cái tác phẩm này nó cho mình thấy được những cái góc cạnh chính trị và cái khát vọng của những nhà chính trị. Cái khát vọng của những nhà chính trị hoặc là phản kháng lại những cái chế độ chính trị khắc nghiệt. Ví dụ như là trong cái tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ thì nó lại nói đến cái thời đại của nhà Minh và cái khát vọng của những người kháng chống lại cái sự cai trị của chế độ quân chủ bằng cái hình thức khác. Thì quý vị, do đó ở cái tuổi trung niên thì tôi lại đọc tác phẩm Kim Dung thì nó lại có những cái ý nghĩa về mặt chính trị, mà mình từ những cái tác phẩm này mình lại có những cái ý nghĩa về chính trị nó khác đi. Rồi bắt đầu từ 45 cho tới bây giờ thì mình lại thấy được cái ý nghĩa về tôn giáo, cái ý nghĩa về tôn giáo nhiều hơn. Khi mình đọc tác phẩm của Kim Dung, khi mà một vị vua, tức là Đoàn Nam Đế đó, mà bỏ đi tu, rồi mình đối chiếu lại với đời nhà Trần, cũng có những nhà vua nhà Trần đi tu, nhưng mà cái ý nghĩa đi tu nó khác nhau. Ví dụ như là Đoàn Nam Đế đi tu là bởi vì một cái sự ghen tuông khiến cho ông phải đi tu.
Còn các vị vua của nhà Trần họ đi tu bằng cái tâm thật sự. Thì quý vị thấy trong tác phẩm của Kim Dung khi Đoàn Nam Đế đi tu là do cái vấn đề liên quan tới cái người thứ phi của ông tư tình với lại Châu Bá Thông, dẫn tới việc mà ông đã không cứu đứa con của thứ phi này, do ông phải đề phòng cái sự tấn công của Tây độc Âu Dương Phong, không muốn dùng cái chiêu thức võ học của ông, bị tốn rất là nhiều công lực, và chính vì vậy ông hối hận và cuối cùng ông đi tu. Trong một cái lúc mà ghen tức giận, ghen tức, ông không muốn cứu cái đứa con của người thứ phi, và dẫn tới một cái câu chuyện ân oán giữa Châu Bá Thông và bà thứ phi này, và với lại ổng kéo dài mấy chục năm. Thì cái ý nghĩa đi tu của Đoàn Nam Đế là cái ý nghĩa đi tu xuất phát từ một cái sự ghen tuông. So với những đời vua nhà Trần của Việt Nam thì các vị vua nhà Trần sau khi mà họ hoàn tất được cái vai trò của một vị hoàng đế, họ lui về nhường ngôi sớm và đi tu, thì hai cái ý nghĩa nó khác nhau hoàn toàn. Thì quý vị, nhưng mà ít nhất từ những cái tác phẩm này mình đọc ra, bởi tôi nói là ở mỗi một cái giai đoạn đời người khác nhau, đọc tác phẩm của Kim Dung thì lại ngộ ra những cái điều mà Kim Dung đã viết ở trong những tác phẩm của ông. Do đó cái tầm ảnh hưởng của Kim Dung không phải chỉ có ở Trung Hoa, ở Hồng Kông, ở Đài Loan, mà nó trải khắp cả Á Châu, từ phía Nhật, Nam Hàn cho tới Việt Nam, Thái Lan, rồi Singapore, họ đều đọc, tại vì tác phẩm của ông được dịch tới hơn 40 thứ tiếng và kể cả Anh ngữ nữa. Do đó thì có thể nói Kim Dung là một trong những cái tên tuổi rất lớn gốc Hoa. Mặc dù rằng ông tên thật của ông là Tra Lương Dung, ông sinh tại tỉnh Triết Giang. Và rồi thì sau khi Cộng sản nắm quyền ở tại Trung Quốc thì gia đình của ông đã di cư qua Hồng Kông để tránh cái họa Cộng sản. Nhưng về già thì Kim Dung lại tiếp cận lại với Cộng sản. Nhưng mà ít nhất là gia đình của ông đã tránh cái họa Cộng sản và gia đình của ông đã đào thoát tới Hồng Kông. Và Hồng Kông được xem là cái nơi mà Kim Dung đã trổ tài. Và ông đã phát triển tối đa cái khả năng viết lách của ông và khiến cho ông trở thành một cái tên tuổi lớn không chỉ riêng ở Hồng Kông mà toàn bộ Á Châu. Do đó, cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi thì có lẽ là tôi muốn nói về cái tầm ảnh hưởng của Kim Dung. Thì quý vị biết là trước năm 1975 thì tất cả tác phẩm của Kim Dung đều được dịch thuật qua tiếng Việt qua nhiều cái ngòi bút khác nhau. Thì trong đó cái ngòi bút mà được nhiều người ngưỡng mộ nhất là Hàn Gia Nhạc, là một trong những người đã dịch thuật tất cả những cái tác phẩm của Kim Dung. Và thời điểm đó gần như các tờ báo được xem ở Việt Nam bây giờ mà chúng ta gọi đúng cái nghĩa của nó là báo Lá Cải đó, tức là trường phái của báo Nam đó, thì mỗi một ngày họ đăng một đoạn ngắn ở trên cái tác phẩm của Kim Dung, thu hút rất là đông đảo cái độc giả ở miền Nam đọc tác phẩm của Kim Dung. Thậm chí là quý vị thấy là trong những cái lời trong những cái bài nói chuyện của tôi đó, tôi vẫn thường đem tên của những nhân vật trong Kim Dung ra để mà tôi có thể đặt biệt danh cho một người nào đó, ví dụ như những cái tên như là Nhạc Bất Quần hay là cái gì đó, là những cái tên mà mình đặt ra để cho thấy rằng là mình sử dụng cái tên mà Kim Dung đặt cho những nhân vật ở trong phim để mình minh họa một cái con người đó ở ngoài đời. Thì quý vị, rất nhiều. Thì ở miền Nam, có thể nói là dân chúng của miền Nam chúng ta ngày xưa ảnh hưởng rất nhiều những tác phẩm của Kim Dung, ngay cả thế hệ lớn tuổi, ngay cả thế hệ lớn tuổi hơn tôi và thế hệ tiền bối của tôi, họ vẫn bị ảnh hưởng của Kim Dung. Có thể nói là cái sức ảnh hưởng Kim Dung rất lớn. Sau năm 1975, với cái chính sách tàn phá tất cả cái nền văn hóa phát triển của miền Nam, Cộng sản cấm cửa tất cả những cái tác phẩm, kể cả tác phẩm của Kim Dung. Những tác phẩm của miền Nam ngày trước của Nguyễn Mạnh Côn, của Duyên Anh, thậm chí là kể cả của Hồ Biểu Chánh đều bị Cộng sản xem là văn hóa đồi trụy và cấm cửa hết suốt gần 20 năm, hơn 20 năm. Sau 20 năm rồi thì quý vị, khi mà Cộng sản bắt đầu mở cửa ra thế giới bên ngoài, thì lúc đó những tác phẩm của một số nhà văn miền Nam được in lại, ví dụ như Hồ Biểu Chánh hay là của Kim Dung, tức là một tác giả của Hồng Kông, thì đã được in lại và bắt đầu có một cái giới trẻ Việt Nam bắt đầu tiếp cận một cái khác. Tuy nhiên thì giới trẻ ở trong Việt Nam nó họ lại tiếp cận tác phẩm của Kim Dung sớm hơn họ đọc sách, bởi vì những cái phim ảnh của Hồng Kông dựng về những tác phẩm của Kim Dung nó coi ở hết ở thập niên 80, 90 rồi. Rồi sau đó nó mới tìm về những cuốn sách mà viết về những tác phẩm của Kim Dung.
Và ngay cả ở hải ngoại có nhiều người tiền bối của tôi họ say mê Kim Dung tới mức mà quý vị biết là họ dịch thuật lại, mặc dù đã được dịch trước đây từ Hàn Giang Nhạn. Tuy nhiên họ cho rằng là cái lối dịch của Hàn Giang Nhạn ngày xưa vẫn không dùng đúng chữ và dịch đúng chữ. Ví dụ như là cái tác phẩm mà Ý Thiên Đồ Long Ký. Thì cái tác phẩm này chính thức tên của nó là Ý Thiên Đồ Long Ký. Nhưng mà qua cái ngòi bút của Hàn Giang Nhạn thì thành là Cô Gái Đồ Long. Nhân vật được dịch là Triệu Mẫn. Chính thức tên cổ là Triệu Mẫn ở trong tác phẩm này. Thì được dịch là Triệu Minh. Nhà ngày xưa Hàn Giang Nhạn dịch là Triệu Minh. Nhưng tên thật của cổ khi mà nếu mình dịch sát chữ của tiếng Hoa, nó là Triệu Mẫn. Thì đại khái là có những cái sai sót đó và có những cái chưa đúng. Thì qua bên đây các tiền bối của tôi, cái giờ rảnh mà cái giờ gọi là hưởng lương già, tức là lương hưu, tức là về hưu rồi đó, họ không làm gì hết. Thì họ dịch thuật lại tất cả những tác phẩm của Kim Dung. Và họ hiểu đính lại tất cả những cái sai sót mà ngày xưa những tác giả trước 70 năm dịch có phần chưa đúng thì họ dịch lại. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói là cái sự ảnh hưởng của Kim Dung nó lớn tới mức như vậy. Và nó ảnh hưởng rất nhiều. Nó ảnh hưởng rất nhiều cái thế hệ của tôi, trước tôi. Và sau cái thế hệ của tôi thì giới trẻ tiếp xúc với Kim Dung. Thật sự họ không có tiếp xúc với Kim Dung. Họ tiếp xúc những tác phẩm của Kim Dung là qua điện ảnh nhiều hơn. Và qua phim ảnh nhiều hơn. Tôi không nghĩ rằng là có nhiều giới trẻ bây giờ đọc mà cầm tất cả 14 tác phẩm của Kim Dung lên để đọc. Mà đa số là họ coi phim nhiều hơn. Thì phim thì nó diễn dịch không có đúng với lại cái, đôi lúc nó không có đúng với lại cái tác phẩm nguyên thủy của ông. Nhưng có thể nói rằng là cái thời của tôi hay là trước tôi đó, thì ảnh hưởng của Kim Dung rất lớn. Thì quý vị, trong tuần lễ này thì Hồng Kông đã có một cái buổi vinh danh và họ dựng 40 bức tượng biểu tượng cho các nhân vật ở trong các tác phẩm của Kim Dung. Thì quý vị, Trung Quốc thì không có ý cản trở đâu. Bởi vì cái tuổi già của Kim Dung, trong những năm cuối đời của ông, thì ông có cái khuynh hướng là đoàn kết dân tộc Hán tộc. Do đó, ông sẵn sàng nhận cái ngôi vị là giáo sư đại học danh dự Bắc Kinh do nhà nước Cộng sản Trung Quốc trao tặng. Và chính sinh viên của Trung Quốc, họ cũng có một số câu hỏi đặt khi mà ông tới Bắc Kinh nhận cái ngôi vị này. Thì sinh viên Trung Quốc nói là trong tác phẩm của ông đề cao người Hán quá. Trong khi đó thì Trung Quốc nó gồm 5 cái dân tộc chính là Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Nhưng mà tác phẩm của ông đã đề cao người Hán quá nhiều. Thì điều này có sự phân biệt đối xử hay không? Đây là cái câu hỏi mà chính sinh viên đại học của Bắc Kinh đã đặt với ông Kim Dung đó quý vị. Và ông cũng trả lời, mà ông trả lời một cách gọi là mang tính chất của dân Hồng Kông nhiều hơn. Ông nói là cái cục diện của Trung Quốc nó giống như một cái ván bài. Các cái chủng tộc thi nhau làm cái. Tức là có lúc thì người Mãn lên nắm quyền ở Trung Quốc, có lúc người Hán nắm quyền và có lúc người Mông nắm quyền. Đại khái là ông nói là mỗi một giai đoạn lịch sử của Trung Quốc thì nó có những cái người, có những cái chủ tộc lên nắm quyền. Đại khái là ông cũng cái cách giải thích của ông thì coi như là cũng giải đáp một phần nào của sinh viên Bắc Kinh. Nhưng về già thì ông có cái khuynh hướng, tôi cho rằng cái khuynh hướng đó là ông ta muốn đoàn kết dân tộc theo kiểu của Hán tộc. Thì cái vị đó là cái cách của Kim Dung. Do đó thì có nhiều người họ rất là thích Kim Dung, nhưng mà về sau này họ có ác cảm với ông. Họ các cả ác cảm với ông. Do đó thì cái này cũng không trách được, là bởi vì ông là người Hán, ông sinh ra tại Triết Giang và di cư tới Hồng Kông. Thì do đó tác phẩm của ông đề cao người Hán thì chúng ta cũng không trách được ổng. Và thứ hai, ổng nhìn về nước Trung Quốc thời điểm mà ổng ở Hồng Kông là suốt bao nhiêu năm thì ổng đứng ở cái vị thế của một dân tộc bị trị, cái mặc cảm của dân tộc bị trị. Tức là khi mà bước qua một cái giai đoạn văn minh, thế giới văn minh, thì dân tộc Trung Quốc được xem là đi thụt lùi nhiều nhất. Thì cái khát vọng của ổng làm sao cho dân tộc của ổng có thể có một cái bước ngang hàng. Do đó thì ổng có cái khuynh hướng là phải đoàn kết cả dân tộc thì mới có thể xây dựng được cái tên tuổi của người Trung Hoa trên toàn thế giới. Do đó ổng sẵn sàng thỏa hiệp với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Thì cái này là trong khi đó nhiều năm trước thì chính gia đình của ổng đã phải đào tị Cộng sản tới Hồng Kông. Thì quý vị, cái việc thay đổi quan điểm của Kim Dung thì tôi không nói tới. Tại vì đó là thuộc về cái sự chọn lựa cá nhân của ổng. Ở đây tôi chỉ nói về những tác phẩm của ổng. Sau khi mà ổng viết những tác phẩm này,
ông đã ngưng viết từ sau thập niên 70. Tức là bước qua thập niên 80, ông không còn viết nữa. Thì những tác phẩm này, nó trở thành những cái tác phẩm gây ảnh hưởng rất lớn tại Á Châu. Có thể nói rằng là có một giai đoạn mà một số thanh niên trẻ của người Nhật, họ lập những cái bang phái theo tác phẩm của Kim Dung. Rồi tới Nam Hàn. Nam Hàn cũng có những cái hiện tượng mà giới trẻ từng say mê Kim Dung, đứng ra lập những cái bang phái tương tự trong những tác phẩm của Kim Dung. Có thể nói rằng là Kim Dung là một nhà văn lớn. Nếu chúng ta đứng trên cái phương diện là tác phẩm, thì ổng là một nhà văn lớn. Có thể nói rằng từ thời của Lỗ Tấn, một nhà văn nổi tiếng của Trung Hoa, 200 mấy năm sau, chưa có một người nào gây ảnh hưởng lớn bằng Kim Dung. Lỗ Tấn thì chỉ gây ảnh hưởng ở tại Trung Quốc thôi, ở tại Trung Hoa thôi. Nhưng mà Kim Dung có thể gây ảnh hưởng cả Á Châu và thế giới. Thì cái tầm ảnh hưởng của Kim Dung rất là tốt. Nhưng mà nói đi thì cũng nhớ lại, sự sáng tác của Kim Dung nhờ vào cái thể chế tự do của Hồng Kông. Tại vì thời điểm mà ông sáng tác là cái thời điểm Hồng Kông được xem là tự do nhất. Thập niên 60 qua tới thập niên 70. Đây là cái giai đoạn được xem là Hồng Kông có những nhiễu nhương, nhưng mà được xem là cái giai đoạn phát triển rực rỡ của Hồng Kông. Thì quý vị, ở đây tôi muốn nói tới Kim Dung là bởi vì hôm nay đánh dấu đúng 100 năm. Tức là ổng sinh ngày 10 tây tháng 3 năm 1924. Thì hôm nay mình làm cái chương trình là 16 tháng 3 rồi. Thì qua 6 ngày rồi. Nhưng mà tại vì Hồng Kông trong tuần lễ này, họ có những cái cuộc tưởng niệm rất lớn. Và có sự tham dự của rất nhiều những giới được xem là có tên tuổi tại Hồng Kông. Kể cả giới chính trị gia, kể cả giới giải trí, giới thể thao. Và kể cả giới giáo dục của Hồng Kông. Kể cả bộ trưởng đặc trách về văn hóa của Hồng Kông cũng có mặt trong mấy cái buổi lễ tưởng niệm khác nhau. Có những người họ ngưỡng mộ Kim Dung, họ tổ chức âm thầm hơn. Còn cái buổi tưởng niệm lớn được xem là để triển lãm 40 bức tượng của các nhân vật trong các cái tác phẩm của Kim Dung, thì có thể nói rằng là nó được xem là lớn nhất của Hồng Kông. Tuy nhiên thì bên ngoài đó, thì ở Đài Loan cũng có một số những cái nơi họ tưởng niệm Kim Dung. Bởi vì họ xem Kim Dung là một nhà văn lớn, một biểu tượng thành công của người Hoa. Tôi nói là người Hoa nha, tôi không nói người Trung Quốc. Ok, tại vì cái thế hệ sau của Trung Quốc hư rồi. Họ đã bị một cái nền giáo dục của Cộng sản làm cho họ không còn đi đúng cái tinh thần của người Hoa trước đây. Thì quý vị, rất là nhiều những cái nơi tổ chức tưởng niệm cái ngày sinh của Kim Dung. Bởi vì họ xem ông giống như là một cái ngọn đuốc ở trong các tác phẩm của ông. Tác phẩm thôi, tôi không nói cách sống. Tại Kim Dung thì ông cũng có mấy đời vợ, chứ không phải là có một cái lối sống mà bình thường đâu. Thì tuy nhiên tôi nói là họ xem những tác phẩm Kim Dung giống như là có một cái gì đó bật cho họ có cái cửa thoát trong cuộc sống, hoặc là có cái hướng đi trong cuộc sống. Bởi vì tác phẩm Kim Dung ngoài những cái chuyện võ hiệp ra thì ông nhấn mạnh tới cái nhân sinh. Trong cái nhân sinh đó thì có quy tắc của mỗi một con người khác nhau, và nhiều giới trẻ đã dựa trên quy tắc của những nhân vật ở trong tác phẩm của Kim Dung để làm cái hướng đi cho cuộc đời của mình. Có những nhân vật rất cực đoan như là Bình Nhất Y, tức là cứu một người phải giết một người cho nó công bằng ở trong cái tác phẩm của Tiếu Ngạo Giang Hồ, hay là những nhân vật mà sẵn sàng lăn xả xuống cái giới nghèo đói như là Dương Hoa, hay là nhân vật được xem là đã bị gọi là phân biệt đối xử như là nhân vật Quách Tĩnh khi mà sinh sống tại Mông Cổ với mẹ của mình. Thì tùy theo mỗi một nhân vật, cái bối cảnh sống có một cái cá tính khác nhau. Hay là nhân vật Hoàng Lão Tà, tức là Đông Tàu Hoàng Nhật Sư, lại có một lối sống khác. Thì có rất nhiều những nhân vật mà Kim Dung tạo ra, nó trở thành một cái nhân vật biểu tượng cho nhiều thế hệ khác nhau, lấy đó làm một cái hướng đi của mình. Thì quý vị, đây là cái thực tế, tôi nói là cái ảnh hưởng của Kim Dung. Và trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì có lẽ là tôi muốn nhắc nhở khán thính giả là tuy rằng chúng ta người gốc Việt có những cái quan điểm cứng rắn với lại các cái chế độ quân chủ của Trung Hoa, kể cả chế độ Cộng sản bây giờ. Nhưng giống như tôi nói là con người khác, văn hóa khác và những chế độ cai trị nó khác. Những chế độ quân chủ của Trung Hoa chưa bao giờ dừng lại các tham vọng chinh phục những dân tộc khác và xâm chiếm những dân tộc khác, chiếm đất, chiếm đai,
rồi sau này tới cái thể chế của cộng sản cai trị Trung Quốc thì nó vẫn có những cái tham vọng như vậy. Thì ở đây chúng ta chống lại là chống những cái mộng bành trướng, chống những cái sự bức hại của các chế độ quân chủ hoặc là chế độ cộng sản bây giờ. Nhưng chúng ta không có chống con người văn hóa và lịch sử của họ. Thì Kim Dung là ổng được xem là thành danh tại Hồng Kông, mảnh đất tự do. Mặc dù những năm sau này của ổng thì có nghiêng về phía Bắc Kinh, tức là phía của cái chế độ cai trị của Trung Quốc bây giờ. Nhưng giống như tôi nói, chúng ta đứng ở góc nhìn chúng ta không thích. Nhưng đứng ở góc nhìn của Kim Dung, có lẽ ổng dựa trên cái tinh thần dân tộc, ổng chọn con đường đó. Thì cái chuyện đó là chuyện của ổng. Tuy nhiên thì ở đây tôi chỉ nói về cái tác phẩm của Kim Dung. Có thể nói khắp Á Châu trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, 70 năm qua, chưa có một cái tác phẩm nào mà gây ảnh hưởng lớn bằng tác phẩm của Kim Dung. Đó là những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay nhân cái dịp đánh dấu đúng 100 năm ngày sinh của Kim Dung. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Hy vọng rằng cái bài nói chuyện ngày hôm nay giúp chúng ta có thể có một cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn về các cái tác phẩm văn học nghệ thuật và về và đừng đánh đồng tác phẩm và con người để chúng ta có những cái định kiến không đúng lắm. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.